Đây là những cảnh hậu trường đặc sắc của ngày hôm nay. Nhịp điệu cha cha cha. Tối xé bản tên mình mọi người. Chết rồi. Mình hỏi tại sao xé anh nói là xé đưa nón để anh đánh dấu. Đánh dấu. Chơi rồi anh không có bị thân rồi. Nhưng mà chơi cũng không có đi chung đội mình mà xé anh luôn. Ừ, em xé anh luôn, em chơi lớn luôn. Đấy mà là yêu mình nè, đấy là ghét mình rồi. Thấy không? Có một cái game thôi mà vậy đó. Lên cao số
ta. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
A few moments later. Go! Nhịp điệu nhịp cha cha cha. Với tổng điểm là trừ 2 thì đội của các bạn phải cổng nữ thần trở lại điểm xuất phát ban đầu. Ôi trời ơi. 10 các bạn đón xem hậu trường vui nhộn cười bề bụng ở tập sau nhé.